Tại sao trong cuộc chiến Gạc Ma, các chiến sĩ bị cấm nổ súng, không được nổ súng? Nguyên nhân của lệnh cấm chiến sĩ Gạc Ma không được nổ súng đó là gì? Tác giả Đỗ Ngà thì giải thích rằng là bởi vì bị dí đến tình thế khó và sự đổi trác khốn nạn. Tác giả Đỗ Ngà viết Đảng Cộng sản Việt Nam vốn chọn Liên Xô làm chỗ dựa chứ không phải chọn Trung Cộng. Điều đó dẫn tới thái độ cứng rắn với Trung Cộng và họ đã có một lần mạnh mẽ đối đầu với Trung Cộng vào năm 1979. Tuy nhiên, chỗ dựa một ấy đã bị lung lay khi mà năm 1985, Gorbachev lên làm Tổng Bí thư. Khi đó, Liên Xô lo cải tổ kinh tế và cởi mở chính trị để vực dậy sự kiệt quệ kinh tế do thể chế cũ gây ra và cũng do nhiều năm mải mê chạy đua vũ trang với Mỹ và đến hồi kiệt sức. Điều đó kéo theo sự bảo trợ về mặt quân sự của Liên Xô với các nước Đông Âu khác không còn được như trước nữa. Chế độ độc tài toàn trị của Cộng sản nó giống như một gọng cùm kiềm chế sự trỗi dậy của người dân. Nếu nhả gọng cùm ấy ra thì sức dân bật dậy. Và đến năm 1988, phong trào biểu tình nổi lên mạnh hơn ở Ba Lan rồi lan sang các nước khác. Ở Việt Nam thì tập đoàn chính trị Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Anh ắt nhìn thấy cái viễn cảnh đó. Liên Xô đã nhả dần dần cái gọng kìm bảo trợ ở các nước gần gũi Liên Xô thì không lý do gì mà họ sẽ hết mình với Hà Nội cả. Như vậy là chỗ dựa lớn nhất của Hà Nội có nguy cơ không còn. Chuyển chỗ dựa là nhu cầu cấp bách mà Nguyễn Văn Linh và ba người còn lại phải tìm kiếm. Lịch sử Đảng Cộng sản từ năm 45 đến thời điểm đó cho thấy chưa bao giờ Đảng Cộng sản dám đứng độc lập. Khổ nỗi chỗ dựa thay thế Liên Xô thì chỉ có thể là Đảng Cộng sản Tàu. Mà Tàu lúc đó thì đang còn thù địch với Đảng Cộng sản Việt Nam, nên việc làm hòa giải rất là khó. Biết cái mà Tàu tham nhất đó là chủ quyền, nên Đảng Cộng sản đã chọn cái món hàng này để nhử Trung Cộng. Để được thuần phục thì trước tiên phải biết tỏ thái độ thiện chí. Từ năm 1987 thì tình hình cho thấy nội tình các nước Cộng sản Đông Âu đang xảy ra mâu thuẫn khó giải quyết và đến năm 1988 là biểu tình xảy ra rất nghiêm trọng ở Ba Lan. Trong khi đó, người đứng đầu Đảng Cộng sản Liên Xô đang có chiều hướng tự diễn biến nên bỏ rơi hàng loạt các chính quyền Cộng sản đàn em. Điều đó cũng có nghĩa là thành trì mà Đảng Cộng sản Việt Nam tựa sắp mất rồi. Dù Liên Xô có sụp đổ hay không, thì Gorbachev vẫn không muốn làm thế tựa lưng cho ai hết. Đó là tình hình chung. Trong lúc cái chỗ dựa vững chắc sắp mất, mà tình hình Biển Đông khá căng thẳng, sau khi lấy trọn Hoàng Sa năm 74, thì bây giờ Trung Cộng lại đang cho cướp đảo ở Trường Sa. Đây là mối nguy cho đất nước. Tuy nhiên, nhóm Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Anh thì lại nhìn thấy đó là cơ hội cho đảng. Thay vì dựa vào sức dân thì Đảng Cộng sản lại không chọn bởi vì họ sợ mất đảng. Vậy nên cái nhóm này mới đi tới quyết định quy phục kẻ thù để mua lấy sự an toàn cho đảng. Ai cũng biết cái mà Trung Cộng thèm thuồng nhất chính là chủ quyền Việt Nam. Ngoài cái món hàng này thì không có món hàng nào đáng giá để Bắc Kinh chấp nhận đổi lấy tình hữu nghị cả. Và kết quả là có một lệnh từ Trung ương ban xuống cấm các chiến sĩ đang giữ đảo Gạc Ma nổ súng. Đó là thái độ chịu nhường để đổi lấy sự chú ý của Bắc Kinh. Và cũng từ thái độ đó, cộng thêm hàng loạt các cái động thái mưa móc của nhóm Bộ Tứ Linh Mười Đồng Anh, thì đến năm 1990, Bộ Tứ này, Linh Mười Đồng, được Bắc Kinh chấp thuận và sắp xếp cuộc gặp cấp cao chính thức tại Thành Đô. Sau hội nghị Thành Đô thì Việt Nam ngày một lệ thuộc hơn vào Bắc Kinh, và phía Bắc Kinh cũng hiểu rằng khi đẩy Hà Nội ở vào cái thế khó xử thì phía Hà Nội sẵn sàng đổi Giang Sơn lấy hòa bình. Đó là lý do tại sao hiện nay Trung Cộng lại dùng cái chiến thuật vùng xám để mà ứng xử với Việt Nam. Chiến thuật này là vùng đất nào của Việt Nam thì Bắc Kinh biến nó thành vùng tranh chấp, vùng đang tranh chấp thì biến nó thành hiển nhiên của Bắc Kinh. Qua thời gian, bằng nhiều thủ đoạn khác nhau để đè ép Hà Nội vào cái thế khó để nhượng bộ thì Bắc Kinh cứ lấn tới. Và cứ như thế, Trung Cộng gặm dần cái chủ quyền Việt Nam nhờ biết khai thác nhược điểm, thà mất chủ quyền chứ không bao giờ để mất đảng của cái Đảng Cộng sản Việt Nam này. Với bản chất như vậy, nếu có hàng ngàn chiến sĩ giữ đảo thì Hà Nội cũng thấy mạng luôn, chứ đừng có nói chi chỉ có 64 chiến sĩ giữ Gạc Ma. Tuy Đảng Cộng sản Việt Nam luôn hô hào những cái chết đó là anh dũng hy sinh,
Nhưng mà thực chất những cái sinh mạng đó cùng với chủ quyền biển đảo là những món hàng rẻ rúng để đảng đổi lấy tình hữu nghị có giá trị to lớn hơn cho đảng mà thôi. Đó thực sự là nỗi đau quặn thắt mà dân tộc này đã gặp phải.